Việt Nam là quê hương của biết bao nghề truyền thống và các nghệ nhân tài hoa. Trong đó, đồ gỗ mỹ nghệ có thể nói là một trong những sản phẩm tinh xảo, thể hiện giá trị nghệ thuật cao và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mặc dù vậy, mỗi địa phương, mỗi vùng miền lại có những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mang đặc trưng riêng. Trong khuôn khổ bộ phim này, chúng tôi xin giới thiệu những tinh hoa trong nghệ thuật chạm khắc gỗ của làng gỗ Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vân Hà vốn là một làng quê cổ kính và xinh đẹp ở vùng ngoại ô Hà Nội, mang đậm dấu ấn văn hóa, kiến trúc cổ của người Việt. Từ xa xưa, người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào nghề nông, chỉ biết đến việc chăn nuôi trồng trọt. Tuy nhiên, người dân Vân Hà vốn nổi tiếng là rất khéo tay và có tư duy sáng tạo. Trong quá trình lao động sản xuất, người Vân Hà luôn tìm tòi học hỏi những cách thức làm ăn mới và hình thành cho mình được nghề truyền thống chạm khắc gỗ rất tinh xảo từ thế kỷ thứ 17. Vào thời nhà Nguyễn, đã từng có nhiều nghệ nhân của Vân Hà được triệu vào cung để tham gia trang trí, xây dựng cung điện, lăng tẩm cho vua chúa. Nhiều người trong số đó đã được triều đình sắc phong. Trải qua hàng trăm năm, nghề chạm khắc Vân Hà đã ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành nghề chủ yếu của người dân địa phương. Hiện tại, có tới 85% các hộ gia đình theo nghề này. Đồ gỗ Vân Hà cũng trở nên phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã hơn. Nhiều nghệ nhân của Vân Hà đã được vinh danh và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội. Cái nghề này là nghề mỹ thuật cao cấp của cái điêu khắc gỗ. Thế tôi lúc trẻ tôi cũng rất ham mê nối tiếp nghề của các cụ thời xưa. Thế cho nên tôi vào học nghề ở đấy, trong mấy năm học rất nhanh. Từ cái ham mê đó mà cho đến suốt cả một cuộc đời, năm mươi mấy năm chúng tôi là lúc nào ngày đêm suy nghĩ đến nghề. Già vẫn cứ thích, nó bền, nó là cái nghệ thuật, nó đẹp. Khi làm cái tác phẩm đẹp lên rồi thì người ta rất thích, và mình cũng thích. Thế cho nên ham mê không thể nào bỏ được, có khi là sinh vi nghệ tử, sinh vi nghệ, tử vi nghệ. Các cụ đều có câu như thế, thế cho nên là ham mê như thế. Để làm ra được một sản phẩm ưng ý, các nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn với những đòi hỏi hết sức tỉ mỉ, khắt khe từ khâu chọn và xử lý gỗ nguyên liệu. Sau khi chọn được gỗ nguyên liệu, người ta tiến hành pha gỗ từ những cây gỗ lớn thành những khối gỗ phù hợp với từng loại sản phẩm. Đây là công đoạn hết sức phức tạp, đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm và kiến thức để đảm bảo chất lượng và lợi ích kinh tế. Những khối gỗ pha ra được các nghệ nhân dùng đôi bàn tay khéo léo cùng óc thẩm mỹ sáng tạo của mình đục, chạm lên đó, đủ các loại hoa văn, họa tiết trang trí, như thể các nghệ nhân thổi hồn vào gỗ, làm cho những khối gỗ tưởng chừng vô tri vô giác trở nên có hồn, có tính cách. Tôi 14 tuổi đã là vừa đi học vừa học nghề rồi. Thì sáng đi học không thì chiều lại ra giúp bố đục. Thế là một vài năm là biết làm nghề. Thì khi mà biết làm nghề rồi thì thời gian đi bộ đội về thì lại tiếp tục làm từ bé là ở miền Bắc mình rất nhiều làng nghề. Thế nhưng mà riêng cái làng nghề thiết úng này thì nó có từ rất lâu đời. Thế thì có một cái đặc điểm khác với các làng nghề khác là làng thì làm đa số là rất đông, cho nên là có sự tìm tòi mà học của các làng nghề khác, tức là chịu khó rút kinh nghiệm của các làng nghề khác. Cho nên chính vì thế mà cái làng nghề truyền thống của thiết úng này nó có một cái đặc sắc hơn các làng nghề khác. Thí dụ như là độ mình phải làm tinh xảo hơn, đấy, mẫu mã thì đa dạng hơn, làng khác thì không có. Đối với những đồ gỗ gia dụng như giường tủ, bàn ghế,
sau khi được đục chạm, người ta lắp ghép lại rồi tiến hành bào, làm cho bề mặt phẳng và bóng mịn. Người thợ sau đó dùng giấy ráp đánh lại hai lần, một lần đánh ướt và một lần đánh khô. Quá trình này người ta gọi là làm ngang, và đó là khâu hoàn thành phần mộc. Em thì là đây là làng nghề nên là rất là đam mê nghề với cái nghề này. Tuy là rất trẻ nhưng mà nói chung là tầm tuổi như em ở đây là hầu như là toàn về để làm nghề. Mỗi người một sở thích, em thì em thấy là làm nghề của ông cha ta thì là cảm thấy rất là đam mê. Đáng chú ý nhất trong các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Vân Hà là những tác phẩm điêu khắc gỗ, những pho tượng hay các bức phù điêu được các nghệ nhân gửi gắm trọn tâm tư, tình cảm và niềm đam mê của mình để chạm khắc thật tinh xảo và thổi vào đó cả cái hồn, cái thần thái rất sinh động cho các nhân vật. Để tạo ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, các nghệ nhân điêu khắc gỗ Vân Hà luôn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, kết hợp giữa phong cách truyền thống với phong cách hiện đại, tạo ra những bước đột phá về kỹ thuật điêu khắc và tính thẩm mỹ của các dòng sản phẩm, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Chị đến đây để tìm mua cái gì? Mua hàng tượng các thứ, bàn ghế các thứ đấy. Thế tại sao chị từ Trung Quốc mà đến đây để xa thế để mua, và chị thấy cái đồ gỗ đây như thế nào? Cái này gỗ thì gỗ nó gỗ xịn hơn, công nghệ của nó thì cũng qua được đi, cũng chạy được, về cũng bán được đấy. Trong những năm qua, nghề gỗ Vân Hà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ngoài việc sản xuất theo lối truyền thống tại các hộ gia đình, một số nghệ nhân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất với quy mô lớn, kết hợp với phát triển thương mại, tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm cho làng nghề. Đến nay, Vân Hà có khoảng 15 công ty chuyên chế biến và kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ, trong đó có gần chục công ty chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Đồ gỗ mỹ nghệ của Vân Hà không chỉ đảm bảo chất lượng bằng nguồn nguyên liệu gỗ tự nhiên 100%, mà còn đạt đến trình độ cao về kỹ thuật điêu khắc và tính thẩm mỹ. Very special thing of craftsmanship. You see, everything is handmade, and I think it's an excellent quality they make here. How about you? It's very typical, very nice handcraft. It's very different than the European style. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, chính quyền địa phương và cộng đồng làng nghề đã luôn nỗ lực chắt lọc những tinh túy của nghề, đồng thời không ngừng sáng tạo, cải tiến mẫu mã sản phẩm để thương hiệu đồ gỗ Vân Hà sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa đến với người tiêu dùng trong nước và thế giới. Thế thì hiện tại Vân Hà là có 9 nghệ nhân được Ủy ban thành phố công nhận và 1 nghệ nhân được phong tặng là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân Đỗ Kim và nghệ nhân một số nghệ nhân khác. Thế thì với cái xã mà có nhiều nghệ nhân như vậy, do vậy là cái việc mà giữ gìn cái bản sắc truyền thống và đào tạo nghề là thường xuyên được các nghệ nhân cũng như là những người thợ giỏi truyền nghề. Do vậy là theo nhận định của tôi thì với cái điều kiện như thế, với cái điều kiện này thì cái tiềm lực phát triển kinh tế của Vân Hà thì cũng rất chi là tốt, đặc biệt là lĩnh vực làng nghề. Thế thì cái giải pháp trong thời gian tới này thì chúng tôi cho rằng là trước hết là chúng tôi phải tiếp tục mà hướng cái đào tạo nghề, và hướng đào tạo nghề thì qua cái việc truyền nghề của các nghệ nhân và các thợ giỏi. Một mặt thì chúng tôi cũng kết hợp một số những cái trung tâm lớn như là Sở Công Thương và một số trung tâm đào tạo nghề để trang bị kiến thức cơ bản về cái lý thuyết đào tạo nghề.
Một trong những đặc điểm hết sức ấn tượng của đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà là có nhiều tác phẩm, nhiều pho tượng gỗ luôn có dáng vóc, có thần thái riêng và hầu như là tác phẩm độc nhất, không có phiên bản hai nên nó có giá trị trường tồn, không thể nào thay thế được. Chúng ta có thể cảm nhận được những giá trị văn hóa ấy thể hiện ngay tại hệ thống các di tích lịch sử văn hóa khá phong phú và quý giá tại đây. Các phù điêu, các tác phẩm điêu khắc có niên đại từ vài trăm năm trước vẫn được lưu giữ tại các đình chùa và các nhà thờ họ. Điều này cho thấy truyền thống nghề điêu khắc gỗ Vân Hà có lịch sử oai hùng từ xa xưa và các thế hệ con cháu phải có trách nhiệm tiếp nối nhằm bảo tồn và phát huy nghề truyền thống quý báu mà ông cha đã truyền lại. Bởi vì nghề truyền thống này không chỉ có giá trị to lớn về mặt văn hóa mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, góp phần xây dựng quê hương, làng xóm ngày càng an khang, thịnh vượng. Trên địa bàn huyện thì có một số cái làng nghề truyền thống như ở khu vực Vân Hà, Niên Hà là những cái nơi mà đã có cái làng nghề truyền thống từ hàng trăm năm nay sản xuất các cái đồ gỗ mỹ nghệ. Nó vừa là một nghề sản xuất đóng góp tích cực vào cái kinh tế của huyện nhưng đồng thời cũng là một nét văn hóa. Do đó huyện chủ trương sẽ tiếp tục là quy hoạch đầu tư hạ tầng rồi hỗ trợ các cái hộ sản xuất, các cái doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận thị trường, phát triển mạnh các cái nghề truyền thống. Có thể khẳng định rằng nghề gỗ Vân Hà là tinh hoa văn hóa, là một di sản quý giá của huyện Đông Anh và thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Trong suốt chiều dài lịch sử, nghề gỗ Vân Hà đã để lại nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ có giá trị, tạo được dấu ấn tốt đẹp cho các công trình văn hóa, kiến trúc trong cả nước. Qua đó, nó không chỉ thể hiện vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quý giá chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.